Ok, hello anh em, chào mừng em quay trở lại với channel của mình. Mình là Thành NG đây. Và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series, đó chính là Plan Made Job 2 phiên bản Trung Quốc nhé. Và nếu anh em nào thích video này, hãy lại cho mình một like cũng như là comment xuống dưới video. Nó sẽ là cái động lực rất lớn để mình có thể làm thêm nhiều video hay hơn nữa nha. Rồi, chúng ta đã có thể mở khóa được cái con gì đó, cái con củ cải hay con gì đây. Đây là con đậu à? Thuyền đậu à anh em? Ồ, mình mua hết các tất cả mảnh của nó luôn này. Ô, con này thì tôi có rồi, tôi chẳng cần nữa. Con này là con hoa thường mà. Có gì đâu? Có gì hot đâu? Cái này là cây hàng ngày mà chúng ta có thể mua được. Ok, hôm nay tôi sẽ vào trong này để đi mua thêm hòm thôi anh em. Game còn đầy luôn đấy, 5.000 luôn này, 2.888. Của ta nào? Trời, có gì đây? Ô, cái cây này hôm qua vừa dùng rồi. Cây súng này hôm qua vừa dùng rồi anh em. Ok, xúc xích à? Đây là cây xúc xích mà anh em. Chính xác đây là cây xúc xích luôn. Cây mới. Tôi có cây mới nha. Tôi tiếp tục sẽ mở thêm. Quáng mở ra tầm khoảng 2-3 cây gì đấy. Vẫn là cây hoa lửa. Hoa lửa mình có nhiều quá rồi. Không biết là nó có cộng dồn không, hoặc là có thể tăng cấp được không nhỉ. Mình cũng chưa thử tăng cấp bao giờ cả. Sẽ thử tăng cấp cho nó khỏe. Cây thu nhỏ thì chúng ta hoàn toàn gặp rồi. Nữ hoàng băng này. Ui, đẹp chưa. Mày ta sẽ test hai cây nhé. Chắc chắn hôm nay ta sẽ test hai cây, cái hoàng băng và cái cây kia. Nó khá giống cái cây cây gì nhỉ? Cây Kabezoko ở trong bên bản quốc tế anh em. Ok, chúng ta sẽ vào trong cái phần danh sách các loại cây ở bên này. Nâng cấp kiểu gì ra? Không nâng cấp được, nó không có cái hình để nâng cấp thăng cấp lên. Zombie thì mình mới gặp một số loài thôi. Còn đâu nhiều lắm, nhiều loại zombie lắm. Đâu nhỉ, cây mới đâu? Cây mới mình nhiều lắm, nhiều cây mới lắm. Ui, cây mới này. Chít 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 chít. Không hết ở đâu anh em ạ. Ui giời, nhiều phết. Phải đến hàng trăm cây ấy. Hàng trăm loại cây mới ấy. Chúng ta sẽ review dần dần cho anh em nha. Ok, chúng ta sẽ vào và đánh nhau thôi nhỉ. Mình đang ở cửa số 11. Ô, chưa đến boss à? Cửa 11 này thì cũng sẽ dễ thôi anh em. Nó cũng chẳng khó lắm. Mấy con này thì vào có một cái điều đặc biệt là mình chưa có săn nha anh em. Chưa có cây săn nào cả. Cũng hơi bị mệt nha. Ok, và chúng ta sẽ bắt đầu nào. Let's go. Ui, đông thật sự luôn ạ. Let's go. Ok, đấy. Ô, màn này không được chọn cây ạ. Thế thì mình chắc là mình sẽ đánh nhanh màn này thôi anh em nhờ. Màn này thì mình sẽ sử dụng mấy kia cho nhanh thôi. Bon choi, bon chủng, một thứ ở đây. Cái này bao giờ thì nó mới kết thúc ra. Mình sẽ mua có 8 đồng một cái thôi. Nó không có tăng tốc độ nên cả là khá là khó chịu nhờ anh em. Anh em thấy nó khá là khó chịu không? Slow lại cái, bạn ơi. Thập diện mai phục luôn, nếu mà thích đã đánh nhau nha. Nếu đã thích đánh nhau nha thì mình sẽ chơi đến khô máu luôn. Thoải mái đi. Bon choi của chúng ta rất là khỏe. Nên mình chẳng xoắn vào này luôn. Rồi. Hệ thống cây để hết đây thì làm sao mà có thể đỡ được đúng không? Đấy, như vậy là chúng ta đủ hàng bon choi này anh em. Mình trận này mình cũng không muốn ấy lắm, mình cũng không muốn đánh lắm tại vì là nó quá là dễ rồi. Đánh nó không có tí gì gọi là hay ho cả. Dễ vãi đạn luôn. Đây anh em thấy cái ấy không? Tôi sẽ dùng cái bom này nổ liên tục đi cho nó chết đi anh em ạ, cho nó nhanh ngoài map này. Cái map này nó dễ quá. Và mình muốn test cây mới anh em. Nhưng con này thì không để làm gì cả. Này thì nổ liên tọi luôn. Mình vẫn sẽ trồng thêm cây. Nuôi cá và trồng thêm rau. Ây chà, nó đơn giản vãi. Tớ còn 7 lần nữa cơ. Còn 7 lần nữa cơ. Đưa tên mới đây. Đưa tên mới nhanh lên nào bạn ơi. Lâu quá. Như thế này cho nó nhanh. Còn 2-3 lần nữa là chúng ta sẽ qua được cái map này. Ok bạn ơi. Không này. Nổ banh xác. Nổ banh cả xác mà nhà mày ra. Ok let's go. Đây, để gần gần lên trên này này. Nếu mà muốn đánh nhanh này.
Ok, rồi. Muốn đánh nhanh thì chỉ có cách thế thôi. Xong, boss chưa? Boss bủng các kiểu xuất hiện ở đâu chưa? Đấm chết hết. Vớ vẩn. Còn không có boss cơ, làm gì có boss? Làm gì có boss ở đây? Ok, chúng ta xong cái màn này nhé. Nó khá là khó chịu vì là không được chọn game mới. Tôi thích game mới anh em ạ, để review cho anh em xem những cái thứ gì đó hay ho hơn. Cái chơi này làm chơi làm gì đâu, mất thời gian ra. Không nên chơi. Rồi, chúng ta sẽ cửa số 12 và hy vọng sẽ được sử dụng cây mới nào. Cái gì đấy? Cái hòm vàng này hòm gì đấy? À, nó bắt mình mua thôi mà. Mình mua đầy rồi, trời ơi. Tôi mua cái hòm gần mắc nhất trong này rồi. À đúng rồi, đang hết kim cương. À, bắt mình mua anh em ạ. Không mua không được. Rồi. Không mua không được. Được hẳn một cây anh em ạ. Được hẳn một cái cây ạ. Thì ra được hẳn một cái cây. Mà trời. Cho sẽ mua đầy lên nhá. Đầy game lên. Thoải mái game đi. Game đang hơi ít. Đi chợ nào anh em ơi. Bỏ nhân dân tệ ra mua. Thoải mái luôn. Hot 499 là hot nhất. Thế là thôi mua thoải mái luôn. 67.000 rồi thôi. À mình dừng lại anh em ạ. Quá nhiều game rồi. Game này không quá cần thiết nữa rồi. Cứ để đây bây giờ mua cây thôi. Bây giờ test cái mới xem. Nó không cho chơi ở chế độ khó hơn. Có nghĩa là phải hoàn thành hết cái map này thì là mới chơi cho chơi khó hơn anh em ạ nhá. Hình như là cũng không được chọn cây thì phải. Nhìn ngáo ngáo lắm. Ngáo ngáo ngơ ngơ lắm. Kiểu này không được chọn cây rồi. Má ơi, cái này chơi đoán à? Đoán hình anh em ạ. Ê trời ơi. What the fuck. Cái này lại giống cái à đây bạn ơi, có ngay. Nổ nào, úi trời ơi. Đây rồi bạn ơi. Cái đấy mãi mới có nha. Chỉ cần nhớ thôi anh em ơi. Mặt trời đâu rồi? Mặt trời ở đâu? Mặt trời ở đâu đây? Đây rồi. Úi ôi, càng ngày càng khó à nhờ. Ở đâu đây? Trời, mặt trời đâu rồi? Hết rồi. Nó làm mình càng càng rối anh em ạ. Càng càng rối theo, mình cũng đang hơi bị cuốn theo nó đây. Úi trời ơi. Trời ơi. Sắp đai rồi. Bạn ơi, từ từ ơi bạn ơi. Ôi giời, may quá. Thắng rồi. Thắng rồi. Yes, 2.6 triệu luôn. Ui. Khó chịu thật sự luôn đi ạ. Ok, và chúng ta sẽ chuyển qua để chơi cái khác vậy. Ôi, chà, 13 này. Nó không cho mình sử dụng cái màn nào có cây mới à? Bắt mình cài vớ vẩn gì anh em, đừng có cài mấy thứ này nha. Mệt lắm. Không cài vẫn chơi được mà. Có vấn đề đâu, không vấn đề gì cả. Ơ, tiếng giọng thay đổi này. Có boss. Ồ, đây rồi. Rồi. Mới chết với anh. Không cho dùng săn. Rồi, mình không cần dùng săn anh em ạ. Tôi dùng cây này và dùng cây xúc xích. Ok. Ok, let's go nào bạn ơi. Một cây đẹp nhờ, tôi cây xịn sò vãi cả đạn luôn. Chuyến nào bạn ơi. Chúng ta sẽ đặt là ít nhất là sẽ có một cây hàng này trước đã nhờ. Từ ít nhất là phải có một cái hàng này trước á. Xong rồi làm gì thì làm. Xong rồi đặt mấy cái cây kia sau. Mà chết rồi, không được. Thế thôi. Chúng ta đặt thêm cái cây này đi. Đặt hai cây đi. Để review xem nó có cái méo gì cả. Cũng chẳng biết nó có cái méo gì nhưng mà thử đặt thôi. Hết tiền. Let's rock. Chiến nào bạn ơi. Không vấn đề gì. À,
con này là nó bắn theo một cái tia gì đấy anh em ạ, nó bắn theo một cái tia gì đấy này, nhìn xem. Còn con lợn này bắn cái gì đây? Thử cho ăn blend food xem. Ui mưa sao băng ạ, mưa sao băng. À được 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 được. Nhưng phải vào gần nó mới bắn hay sao nhỉ? Con này cận chiến hay sao ấy? Hình như mình thấy là như vậy. Bắn. Ui bắn 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 gì đấy? Để bắn nước à? Con này có phải là cái xúc xích không nhỉ? Nhìn không giống xúc xích lắm. Mưa sao băng phát nhờ bạn ơi. Úi giời ơi. Mưa sao băng này. Ui biến lên thành này ông già tuyết ạ. À thành con người tuyết anh em ạ. Ok được á. Con này ngon. Ngon vãi trưởng. Biến nó thành người tuyết luôn. Wow. Đóng băng luôn. Ui. Nhưng mà nếu đặt ở phía trên thì có lẽ là sẽ hợp lý hơn anh em nhờ. Hay như thế nào đấy. Tại vì ở cái này nó không đánh được. Đúng không? Hóa này, hóa người tuyết này. Tất cả hóa hết. Đấy. Đẹp vãi nhờ. Xịn xò vãi đạ luôn. Con này thì nó bắn theo đường anh em ạ, nó bắn theo những cái không phải con này không phải là xúc xích, nó là cái gì? Nó là cái cây gì? Thế mình phải tra ra ngoài tra xem cái wiki của Plan với Zombie ấy, để xem là nó là cái gì. Mày chết đi. Úi xồi ơi súng nhờ. What the fuck? Bắn cho như thế này thì chỉ có chết thôi. Đấy là ui bắn như thế này mà bắn phát 3 viên anh em ạ. Nó mạnh hơn cả Repeater nhé. Ok, chúng ta sẽ kêu nhé. Xin chào lại anh em trong tập tiếp nha. Bye bye.